con mua chi nhiều lắm nhé. Chị đã nói tối hôm qua là bảo ông chồng là ngày mai thứ tư đi ông quấn ruột thiếu mỡ một số mặt hòn, cho nên hôm nay là sẽ đi ông nhé. Thì chủ yếu là mua canh tương miso với lại cái natto thôi, nhưng mà tại nó ném quá kìa, cái mình chui vô cái tà nhòa đi ngon qua nó thì mới tới ông. Thì vô tình vô cái tòa nhà nó mình nhìn xuống dưới cái tầng bim B đó là tầng hầm á, thì đông kia nó mở rồi. Thật ra thì mỗi lần mình đi ông thì mình đã thấy nó là đông kia không in xuân, nhưng mà không biết cái nào nó không in. Thì ngày hôm nay đi mình nhìn xuống mình thấy nó mở cửa nó bó, ôi cho nên mình ghé đông kia luôn, vô tình là mình mua ở đông kia luôn, rốt cục là không đi ông. Đây bây giờ để coi mua được cái gì nhé. Mày quá lậu tìm đồ thì đông kia nó rộng kìa, nên là mình mua là mình phải đi tìm đồ mình mua, nó rộng lắm, nhiều kệ nhiều mặt hòn, cho nên tìm là đuối luôn á, mệt lắm. Bây giờ để cô hỏi mua được những gì nhé. Con nước nên uống miếng nước đúng không nha mọi người, cái này là matcha, mình ngâm matcha uống. Ôi trời, đây gói mì đông ti nè má ơi, nó bèn cánh tay luôn. Cái này là bánh mì đen nè, nó gọi là charcoal đấy, bread charcoal bread, trong cái hóa đơn là nó ghi là như vậy. Đây mua một ổ bánh mì đen và một ổ bánh mì vòn bình thường nhé. Một ổ như thế này là 15 đô nha mọi người, rẻ chứ không phải mát. Cái này là cái potato chip, là mình mua cái vị sour cream này, vì ông chồng thích ăn mà hết rồi, cho nên hôm nay mình mua một hộp, nếu như mà về ổng muốn ăn nữa thì lần sau mình đi mình mua. Mua ở trong kia thì nó rẻ hơn nhé, y ông nó mát hơn. Mình đi là có đông kỳ rồi cho nên là không có mua ong nữa, tại vì trước đây đông kỳ nó không ở gần cái chỗ mình đấy, nó mới mở đó. Còn mỗi lần đi ong đông kỳ là phải đi tới Câu Luông, Câu Luông là gần chỗ hơn phòng ông chồng lồn á, nó xoa chỗ ông chồng lồn, nhưng mà tính rồi nó gần hơn nhà mình. Rồi khi mà mình đi vô hòn á thì mình phải đi đông kỳ ở Central miếng mấy đợt trước là mình hay mua miếng của Trung Quốc á, của Hồng Kông á. Hôm nay có đồng kia mình mua một bịch miếng của đồng kia này thì nó nhiều hơn 15 đô, còn của Hồng Kông thì nó chỉ có một gói một bịch, là nó cũng còn rất nhỏ nhỏ này. Một bịch nên là bằng ba bịch của Hồng Kông này, thì Hồng Kông một bịch mình mua như là 7 đô, mà nếu như mình mua 3 bịch như là hơn 1 đô, còn đông kỳ thì một bịch đi là 15 đô, nó rẻ hơn nhiều nhé. Đây, natto nè, mua 4 bịch natto luôn. Thế loại, mình thích ăn natto cho nên mình mua natto nhé. Đây là cái wakame nè. Wakame, mua gì để nấu canh nhé, bình thường là ông chồng cũng sẽ mua trên Rakuten đó, dùng cái phiếu mua hòn miễn phí á để mua về, nhưng mà mình thấy ổng bảo là ở trên Rakuten nó cũng đắt nha. Cái này mình mua một hộp như thế nào là 49 đô nè, mà hình như chồng mình mua trên Rakuten là gần 100 đô rồi phải, không biết là nó khót lụa hay không, để mình về mình hủ ông chồng mình thử ha. Mình thấy cái này á là nó ghi hơi 100 gôm này, 49 đô. Mỗi khi ông chồng mình mua gì cho mình nó cũng hơi 100 gôm, và lụa sau đây thì ông mua 100 gôm, nhưng mà bây giờ mình dùng nấu canh hết rồi, bây giờ mình ra đây mình mua để gì mình hỏi ổng thử nè bao nhiêu. Còn nếu như mình đã mua rồi thì 15 tới đi, là carbon tới thì không còn mua nữa, dùng carbon để mua những cái thứ khác nhé. Bánh nè, ổng thích ăn cái bánh này, black sesame biscuit là cái mè đen á, bánh mè đen, mua hơi bịch nhé.
một bịch này là 10 đô 9, gần 11 đô á. Đồ ăn vẹt của ổng. Cái này là Kabi nha, ngũ cốc. Cái này mình ăn, chồng mình ít ăn lắm, năm khi 10 quả ổng có ăn một lần. Đây, mình ăn cái này nhé. Cái hộp kem nó để là chocolate cream này, cái này là chocolate nhé, còn cái này là orange mother mất ballet. Đây, cái này gọi là cô mất, cái này là chocolate. Mua vì em mình mua hơi độ khác nhau, tại vì ông chồng mình không thích ăn vị sô cô la nhé, còn mình thì mình thích được vị cơm hơn, cho nên mình mua vị cơm cho mình, một cái vị chocolate cho ông. Giờ đây là hộp miso 35 đô, mát nha, nhưng mà mua yam thì nó đắt hơn, nó gần 40 đô rồi. Miso gì để nó canh miso mỗi ngày nhé, mình ăn chay cho nên mình sẽ dùng cái miso này nè, cái wakame này, với là mình đi chợ mình sẽ mua bắp cải thảo á, bắp cải thảo hoặc là rau lon hoặc là rau muống gì cũng được, vì là nấu canh thì không có nêm nếm mắm muối gì hết, chỉ dùng có canh miso này bỏ vô là ăn được. Đây, đó là lý do vì đang là mình rất ưa dùng cái miso này, cái tương miso này rất là tiện. Tương miso nó được lên men từ đậu tương nhá, cho nên họ gọi là cái tương miso á. Đây là cái hoa đơn này, trời ơi nó như cái sớ giờ thằng làng luôn á. Tổng thiệt hợp là 309.10 đô. Hồi tối có nói ông chồng là đi y ông mua đồ chắc chắn là tốn tiền rồi đó, tại vì tháng nay là tập vừa rồi về Việt Nam á, là cái tiền mua vé máy bay với lại tiền khách sạn á nó chắc cũng nhiều rồi, vì dùng credit card mà, cho nên là tháng nay ông chồng sẽ trả nhiều. Mà nếu bây giờ mình đi y ông nữa thì chắc chắn một điều là sẽ tốn từ 250.000 đến 300.000. Hồi tối có nói ổng bảo là ok, nhưng mà vô tình từ bây giờ là mình đi nó lên là 309.10 đô luôn nè, nhưng mà đi là nó đã lên tới 309.10 đô rồi, vượt chỉ tiêu rồi, phải về nữa ông chồng. Thôi bây giờ mình sẽ lấy cái sáng giờ chưa ăn đó mọi người ơi, bây giờ mình sẽ lấy cái gói miếng này nè, có cái phần rau củ tối hôm qua mình nấu ăn còn gì á, vợ chồng em không thấy, cho nên mình sẽ dùng cái phần rau củ đó mình bỏ miếng luôn để mình làm miếng trộn mình ăn trước nha. Chồng chưa gì, bây giờ hơi giờ đó, ổng gì cũng 4 giờ, mình chờ ổng chắc mình đuối bụng mình xỉu luôn quá. Thôi mình đi nấu cái miếng này mình ăn trước, lồn một đĩa miếng xào rau củ này, rồi sau đó mới nấu cơm canh rồi về cho ổng ăn sao nhé. Nấu xong cái đĩa miếng rồi đây, đậu, cái này là hành tây nhé, cái này là đậu hũ chiên, cái này là đồ ăn chay món từ Việt Nam qua nè. Xong được đĩa rồi đây, giờ mình ăn nhé, ăn trước, còn phần của ông chồng tí nữa về là mình nấu cơm cho ông ăn sau nhé mọi người. Thôi, bây giờ mình đi ăn đã nhé. Ôi nóng quá, nhanh gọn chỉ cần bét cái bếp lên, tù này có sẵn hâm nóng rồi, rửa 4 cục miếng bỏ vào ra được cái tô miếng rồi, mời mọi người ăn nhé, mình cũng đang đây nhé mọi người, bye bye.